Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ nhíp 5 lá, 4 lá. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một cái bộ nhíp 4 lá, tải trọng nhẹ, giá siêu hợp lý cho các khách hàng. Tải trọng từ 300 đến 400 kg. Nhíp 4 lá hàng nhập khẩu, bản 5 cm, phụ kiện đầy đủ như hình, rất là đầy đủ các bạn, cao su là 12 chiếc đấy, quang này, đu nhíp này. Đấy, cái này sẽ được hàn về phía đằng sau này, bắt cao su vào đây, sau đó là hàn lên cầu, hàn lên khung xe. Đấy, hàn này nên hàn này lên khung xe. Điểm này nó bắt vào đây và bắt lên một cái đầu của nhíp này là phía đằng sau, còn đầu đằng trước thì bắt cao su vào đây và bắt một đầu còn lại lên đây. Đấy, cách hoạt động rất là đơn giản, nó như vậy thôi. Hàn cái này trước sau đó mới đóng cao su này vào đây, rất là chặt chẽ luôn các bạn nhé, làm rất là chuẩn chặt luôn. Đấy, đu nhíp sẽ được bắt vào đây. Đấy, bắt ốc vào đây. Đấy, ốc quang rất là dày, mặt bích dày 7 ly này. Ốc chống trôi này, đây là nhíp này, độ sắc nét rất là cao này. Nhíp này là nhíp thép hàng nhập các bạn nhé, cho nên chất lượng rất là đặc, mặc dù chỉ có 4 lá thôi, dài 50 thôi, nhưng mà rất là cứng cáp. Nhíp này thì nó có đặc điểm là cái độ đàn hồi nó rất là tốt. Đấy, chất thép và cái tôi thép của nó rất là tuyệt vời. Đấy là toàn bộ một cái bộ phụ tùng này. Mọi chi tiết đặt hàng liên hệ 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng nhất lên.